tín. Kinh văn: tập khí như ngũ dục mới khô cạn, chưa tiếp giáp với dòng nước pháp của Đức Như Lai. Giảng giải: tập khí như ngũ dục và dục ái mới khô cạn, chưa tiếp giáp với dòng nước pháp của Đức Như Lai. Dòng nước pháp ở đây không phải là các pháp đã nói qua, mà là dòng pháp xuất phát từ tự tính. Người tu tập đến giai đoạn này vẫn chưa thực sự dấn nhập vào trí tuệ chân thật. Kinh văn: tức lấy cái tâm ấy, ở chính giữa lần vào, tính viên diệu mở mang. Từ chỗ chân diệu lại phát ra chân diệu. Tính diệu thường trụ, tất cả vọng tưởng diệt hết không còn. Trung đạo được thuần chân, gọi là tính tâm trụ. Giảng giải: đầu tiên bàn về thập tính, gồm 1. Tính tâm, 2. Niệm tâm, 3. Tinh tấn tâm, 4. Tuệ tâm, 5. Định tâm, 6. Bất thối tâm, 7. Hộ pháp tâm, 8. Hồi hướng tâm, 9. Giới tâm, 10. Nguyện tâm. Tức lấy cái tâm ấy, ở chính giữa lần vào, tính viên diệu mở mang. Tâm ấy là tâm của càn tuệ, trí tuệ khô héo, khởi đầu của tâm kim cang. Họ dùng tâm ấy để đi vào Phật Pháp và tiến đến tính viên diệu mở mang, phong phú vô cùng. Đấy là sự tiếp cận căn, để và thực chất của chân như. Từ chỗ chân diệu lại phát ra chân diệu, từ chân diệu của tự tính chân như lại phát ra trí tuệ chân diệu. Tính diệu thường trụ, tất cả vọng tưởng diệt hết không còn, trung đạo được thuần chân. Niềm tin của họ càng thêm vi diệu. Thường trụ có nghĩa không lay động, tâm không thay đổi. Niềm tin tưởng của họ là thường hằng. Và đến khi ấy thì mọi vọng tưởng không còn, thảy đều đã dứt trừ. Cho dù họ có muốn vọng tưởng thì những vọng tưởng cũng chẳng hiện khởi, bởi vì vọng tưởng phải dựa vào vô minh. Chẳng hạn như vọng tưởng về ái dục, nhưng hiện tại ái dục đã khô cạn, chỉ còn sót lại một ít vô minh. Do đó, hẳn nhiên nó không có vọng tưởng. Tại sao quý vị vẫn có vọng tưởng? Đấy là vì quý vị vẫn còn ái dục. Điều đó xuất phát từ lòng tham. Tham muốn nghĩ tưởng thế này thế nọ. Và cái tâm của chúng ta không ngừng dao động, hỗn loạn. Nếu một người không tham, họ sẽ không có vọng tưởng. Người tu đến giai đoạn này dứt tuyệt vọng tưởng, họ sẽ đạt được trung đạo thuần chân. Thuần chân là không có ái dục, không có ý tham, gọi là tính tâm trụ. Đây là ngôi vị đầu tiên trong thập vị. Kinh văn: chân tín sáng tỏ, tất cả đều viên thông, ba thứ ấm, xứ, giới không thể làm ngăn ngại. Như thế, cho đến trong vô số kiếp quá khứ, vị lai, tất cả tập khí xả thân, thọ thân đều hiện ra trước mặt. Thiện nam tự ấy đều có thể nhớ nghĩ được, không quên mất điều gì, gọi là niệm tâm trụ. Giảng giải: phần đầu nói về tín tâm, tu hành theo trung đạo, đấy là sự diệu viên. Này sẽ bàn về niềm tín, khi chân tín sáng tỏ, khi có được lòng tín chân thật, tất sẽ được trí tuệ chân thật. Hiểu biết sáng tỏ, đấy là trí chân thật. Tất cả đều viên thông, ba thứ ấm, xứ, giới không thể làm ngăn ngại. Những người tu ấy không chỉ thành tựu viên thông của các quan năng, mà mỗi quan năng đều có tính riêng của nó, như năm ấm, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, 12 xứ là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, cùng với sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. 18 giới gồm 6 căn, 6 trần và các thức liên hệ như nhãn thức, nhị thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Một khi đạt được viên thông thì chẳng còn gì ngăn ngại quý vị,
Như thế, cho đến trong vô số kiếp quá khứ, vị lai, tất cả tạp khí xả thân, thọ thân đều hiện ra trước mặt. Trong vô số kiếp xa xưa, con người đã trải qua biết bao nhiêu lần sinh rồi tử, tử rồi tái sinh. Trong các đời sống, họ có nhiều tính cách, nhiều thói quen khác nhau. Có đời thì say mê uống rượu, đời khác thì ưa hút thuốc, hoặc ham đánh bạc, hoặc dâm đảng, giết người, nói dối. Nhìn chung, sau mỗi đời tái sinh, thói quen của họ càng phát triển và hành động càng thêm tồi tệ. Đấy là nói về những tính xấu. Về tính tốt, có người trong đời sống họ thờ phụng Phật hoặc nghe giảng kinh Lăng Nghiêm, kinh Pháp Hoa. Tóm lại, trong nhiều đời nhiều kiếp đã qua, họ luôn hành thiện. Rốt cục, họ tích lũy được một tính cách, một thói quen đáng kể. Và ngày nay, như một cuộn phim, tất cả những thói quen ấy hiện ra trước mắt họ. Thiện nam tử ấy đều có thể nhớ nghĩ được, không quên mất điều gì. Thiện nam tử là người tu theo đạo Pháp. Họ nhớ được tất cả, đến giai đoạn này, họ không quên mất điều gì. Có nghĩa, họ nhớ hết mọi việc đã xảy ra, nhớ những nhân duyên trong đời họ. Đấy gọi là niệm tâm trụ, là thập tín thứ hai. Kinh văn: tính diệu viên thuần chân, chân tính phát hóa ra, các tập vô thủy đều dung thông với một tính tinh minh. Chỉ dùng tinh minh ấy tiến đến chỗ chân tịnh, gọi là tinh tấn tâm. Giảng giải: tính diệu viên thuần chân, chân tính phát hóa ra, các tập vô thủy đều dung thông với một tính tinh minh. Đấy là trí tuệ. Chỉ dùng tinh minh ấy tiến đến chỗ chân tịnh. Họ dùng sức mạnh ấy tiến đến chỗ chân tịnh, không một chút bợn nhơ nào, gọi là tinh tấn tâm. Kinh văn: tâm tinh hiện tiền, thuần dùng trí tuệ, gọi là tuệ tâm trụ. Giảng giải: khi người tu chỉ còn tâm chân tịnh, tâm tinh hiện tiền, thuần dùng trí tuệ, trí trong sáng và hiểu biết, có nghĩa người đó đã có được một phần trí tuệ chân thật. Thuần trí tuệ là không còn chút gì vọng tưởng, mọi ngu si và vọng tưởng đã dứt sạch. Đấy gọi là tuệ tâm trụ, sự an trụ của tính tâm trong trí tuệ. Kinh văn: nắm giữ trí sáng suốt, lặng dừng cùng khắp, tính tịch diệu thường dừng lại, gọi là định tâm trụ. Giảng giải: nắm giữ trí sáng suốt, lặng dừng cùng khắp, có nghĩa quý vị phải giữ lấy ánh sáng của trí tuệ, không thể buông lơi nó. Như vậy, ánh sáng ấy sẽ lặng dừng khắp cùng pháp giới. Tính tịch diệu thường dừng lại, gọi là định tâm trụ. Lặng dừng là biểu hiện sự lặng lẽ và hằng sáng, và tịch diệu hàm ý hằng sáng tỏ. Dừng là làm ngưng dòng của trí tuệ. Trước đây nó nông cạn, nay thì sâu lắng. Dừng còn tượng trưng cho định lực. Đến giai đoạn này thì người tu không còn bị động. Song chẳng có ai cho rằng như vậy là tốt lắm rồi, và họ tiếp tục phấn đấu để tăng tiến hơn nữa. Một người có định lực, họ sẽ không dễ dàng ngã bên này, bên nọ. Ngọn gió phương Đông không khiến cho họ ngã về phương Tây. Điều đó có nghĩa họ rất vững vàng đối với tám ngọn gió. Nói về tám ngọn gió, tôi sẽ thuật chuyện Tô Đông Pha, một học giả và là thi sĩ nổi tiếng đời Tống, Trung Quốc. Ông còn được mọi người biết đến là cư sĩ Đông Pha, rất thân với thiền sư Phật Ấn. Lúc đầu, ông sống bên bờ phía nam sông Dương Tử, sau chuyển qua mạn bắc của sông. Nhà thơ Tô Đông Pha học Phật ngồi thiền. Ngày nọ ông ngồi thiền, đột nhiên động tâm, bèn viết mấy câu thơ. Cúi đầu đảnh lễ thiên trung thiên, hào quang chói sáng khắp đại thiên. Tám gió thổi qua không lay động, vẫn ngồi yên trên tòa sen vàng.
Thiên Trung Thiên là chỉ Đức Phật. Khi nhà thơ lễ Phật, ánh hào quang của Ngài phát sáng cả vũ trụ. Tám gió gọi là 1. Dự 2. Hủy 3. Khổ 4. Lạc 5. Lợi 6. Suy 7. Đắc 8. Thất. Dự là được người khen ngợi, chẳng hạn ông là người học giỏi, hoặc bạn có nhân cách và đạo đức rất tốt. Nhưng quý vị sẽ không xem những lời khen ấy là hay, là tốt đẹp. Bởi vì nếu động lòng vì lời khen ấy, chứng tỏ quý vị chưa có định lực. Hủy có nghĩa là chê bai, những lời nói làm tổn thương người khác. Thường con người thích khen hơn là chê. Đây là ngọn gió khiến người ta khó giữ được bình tĩnh. Tại sao lại nói tôi như thế? Khổ cũng là một ngọn gió bao hàm nhiều phương diện. Và hỷ cũng vậy. Quý vị cảm thấy tốt đẹp, nhưng đừng cho đó là quan trọng. Vì khi tâm quý vị thích thú, tức đã bị gió làm lay động rồi. Lợi chỉ một điều gì đó giúp ích quý vị. Suy có nghĩa vô ích, là những tệ hại đối với quý vị. Đắc là được điều gì đó. Thất là mất mát. Khi được, chúng ta thấy vui, còn khi mất thì đâm ra buồn bã, bực bội. Chẳng hạn chúng ta mua một máy hát hoặc cái camera. Mua đó có nghĩa là được, nhưng chúng ta sơ ý để mất đi. Khi ấy, vô minh của chúng ta khởi lên. Chúng ta cảm thấy rất đau khổ vì sự mất mát đó. Đấy chính là tám ngọn gió làm con người luôn lay động như thế. Nhưng Tô Đông Pha cho rằng cả tám gió cũng chẳng hề làm ông dao động. Khi ông ta ngồi trên tòa sen vàng và ông đã gửi bài thơ đến Thiền sư Phật Ấn để sư phán đoán. Sư Phật Ấn ghi vào bài thơ mấy chữ đầy đủ các ý nghĩa, nhưng nhà thơ chỉ xem lướt qua, không dám động đến. Mấy chữ đó là gì? Cái đánh rắm của ta. Tô Đồng Phà ném bài thơ vào bếp than, đoạn tức tốc dông thuyền qua bên kia sông đến tìm Phật Ấn. Ông đã nói tám gió cũng chẳng làm ông lay động. Sư Phật Ấn điềm tĩnh bảo, này lại vì cái đánh rắm của tôi mà ông bị thổi từ bên kia sông qua đến đây vậy. Tô Đồng Pha nghĩ lại, ông thấy nhà sư nói đúng nên chỉ còn cách cúi đầu quay về. Kinh văn: định quang phát minh, dẫn sâu vào tính sáng, chỉ có tiếng chứ không lui, gọi là bất thối tâm. Giảng giải: khi tâm trụ trong định, định quang phát minh, dẫn sâu vào tính sáng, bậc thiện tri thức tu tập, họ chỉ có tiến chứ không lui. Khi đã hiểu rõ, họ chỉ tiến tới chứ không bao giờ quay trở lại. Lý do họ không thể đảo ngược là họ thực sự hiểu biết, họ có trí tuệ chân thật, đấy gọi là bất thối tâm. Tín tâm ấy không bao giờ lui trở lại. Kinh văn: tâm an nhiên tiến tới, giữ gìn không mất, giao tiếp với khí phần mười phương Như Lai, gọi là hộ pháp tâm. Giảng giải: tâm an nhiên tiến tới, luôn tiến về phía trước và không để thoát khỏi tầm tay. Họ rất kiên định và an nhiên, và giữ gìn không mất, đấy là tâm bất thối của họ. Những người tu ấy giao tiếp với khí phần mười phương Như Lai. Khi một người tu hành đến độ không thể đảo ngược, thì năng lực của Phật sẽ hòa hợp với họ. Đấy gọi là hộ pháp tâm. Điều ấy có nghĩa Phật bảo hộ quý vị và quý vị hộ trì Phật Pháp. Với sự bảo hộ của Phật, chúng ta có thể thành tựu nghiệp của mình theo đạo. Với sự hộ trì của chúng ta, Phật Pháp được phát triển, lan rộng, và đấy là tín tâm hộ pháp vậy. Kinh văn: giữ gìn tính giác minh, có thể dùng diệu lực hồi chuyển từ quang của Phật
về với mình và hướng về Phật mà an trụ, như hai cương sáng đối nhau, trong đó các bóng vi diệu lớp lớp chồng nhau, gọi là hồi hướng tâm. Giảng giải: giữ gìn tính giác minh, có thể dùng diệu lực giao tiếp với khí phần của Phật là một loại giác ngộ. Khi gìn giữ, sự giác ngộ này có đầy đủ trí tuệ và khả năng nhận thức, không mất đi được. Như vậy, họ sẽ hồi chuyển từ quan của Phật về với mình và hướng về Phật mà an trụ. Với diệu lực ấy, quý vị có thể giao tiếp với từ quan của Phật. Khí phần của quý vị sẽ tác động qua lại với khí phần và ánh sáng Phật, như hai gương sáng đối nhau, trong đó các bóng vi diệu lớp lớp chồng nhau. Khi hai tấm gương đặt đối nhau, các hình ảnh sẽ phản chiếu, trùng trùng điệp điệp nhau, đấy gọi là hồi hướng tâm. Kinh văn: tự tâm thầm xoay Phật quang trở lại, được vô thượng diệu tịnh, thường trụ của Phật, an trụ nơi vô vi, được không sót mất, gọi là giới tâm trụ. Giảng giải: tự tâm thầm xoay Phật quang trở lại, được vô thượng diệu tịnh thường trụ của Phật. Đến giai đoạn này sẽ có sự tương giao thầm lặng giữa ánh sáng của quý vị và ánh sáng tâm Phật. Đấy là sự mật thông ánh sáng. Ánh sáng từ tâm quý vị đến ánh sáng Phật và ánh sáng Phật chiếu đến tâm quý vị. Sau khi ánh sáng của tâm quý vị vào tâm Phật, nó quay trở lại tâm quý vị. Đấy là sự xoay vòng ánh sáng. Và người tu ấy thường nhận được ánh sáng từ Phật. An trụ nơi vô vi, được không sót mất. Khi đạt được pháp vô vi, họ sẽ không bỏ mất. Đó gọi là giới tâm trụ. Kinh văn: tự tại an trụ nơi giới, có thể đi khắp mười phương, tùy nguyện mà đi, gọi là nguyện tâm trụ. Giảng giải: tự tại và tâm vô vi an trụ, tâm vô vi hoàn toàn tự do tự tại, có thể tùy nguyện mà đi khắp mười phương, không có gì ngăn ngại, đấy gọi là nguyện tâm trụ. Bất cứ điều gì cũng tùy theo nguyện của quý vị. Ha ha ha,